Xin chào các bạn, hôm nay thì mình đi qua MV của em mình. Đây là ca sĩ Cát Tường. Nói gì đi. Hello các bạn, hôm nay mình đi qua MV. Là MV Lại Phật Quan Âm. Mình đang chuẩn bị quay, nãy mình vô chùa mình cúng cây để lấy một số quay. Nghe là dân thấm nè. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi quay, các bạn hãy nhớ đón xem MV của Cát Tường nha. Các bạn đi theo mình đi. Dạ thầy đừng có nhìn vô ống kính như vậy, thầy nhìn ở đâu cũng được. Dạ rồi, xin mời thầy. Nè chị Thắm canh về đi để quay đi, em lại em che cho chị ba với mặc áo dài với chị tội nghiệp quá. Xong tạm dừng là nhắn cái chỗ này nè, chắc nhắn hoài mà quay hoài luôn đi. Ừ chứ luôn đi luôn xíu. Không nhanh bước ra đây liền. Nhanh bỏ tay xuống đi. Chị nào ra kia sao làm vậy? Đúng rồi, nhìn thẳng vô đây không? Nhìn thẳng. Nè không thấy Tường vậy trơn á nha. Ừ, không cần thấy Tường, thấy con Tường là thấy Tường Nga rồi vậy đó. À. Chỉ cho xin vàng con người lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu nghĩa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát thiền duyên thông, 12.000 lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ. Mới vô là mời chú tòa căn nhà là phải nhìn trên tượng Phật cái con lại một cái mà cũng có đầu chú. Nên anh nè, ở gái đi không có thời gian nghỉ. Chuyện từ lâu
chàng bàn bàn thân rồi làm lại đi lấy từ đầu nào lấy rồi. Cho chị vô cái đầu á chị ba. Nhớ đánh đồng ý ơi. Rồi tập trung nè, bắt đầu nè. Chị cho xin vàng con người lại Bồ Tát Quan Âm. Tập trung cô ơi, chị đừng bận. Người đã cho cô niềm tin yêu như cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát thiền duyên thông 12 nghìn lớn rộng mênh mông. Còn diễn ít quá.